Xin chào tất cả các bác nha. Chào mừng các bác đã quay trở lại với Hoa Đá Cao Nguyên. Buổi sáng ngày hôm nay thì anh em mình đang chuẩn bị đồ để vào nhà A Páo đây các bác. Hôm nay thì sẽ vào hoàn thiện những cái phần bên Nắng Mai TV giao cho anh em mình. Đó là làm cửa này. Ngoài ra thì có những thêm những cái món đồ nữa. Đây, chỗ cơ sở của em Công thì đã sản xuất xong hết rồi. Đấy, đó là những cái món quà bà Hiền hỗ trợ cho nhà A Páo. Đấy, 3 chiếc giường, 3 cái tủ quần áo, 1 bộ bàn ghế, 8 ghế. Thế nhưng mà chuyến này thì chắc là sẽ không chở được hết. Đấy, phần tủ thì anh em mình đang triển khai, đang làm được xong hết khung rồi. Chắc sẽ mất khoảng tầm ngày hơn ngày nữa để hoàn thiện. Đấy, còn một cái chạn bát nữa, một cái kiềng. Đấy, tất cả 3 cái giường đều có đệm nha các bác nhé. 3 giường, mỗi giường một đệm ga. Đấy, thì bây giờ là cùng với lại anh em lái xe là sẽ xử lý. Mà cái thùng xe này có khả năng là không nhét được hết. Xem cái giường này nào. Thùng này rộng bao nhiêu nhỉ? Giường bây giờ đang là 1m68. Cái này là 1m68 vì là sử dụng là 1m6 mà. Chấp nhận để nghiêng thôi. Ơi nhưng mà xếp những cái cửa cái trước đi. Đứng lại đấy nhá, để tôi xuống nhá. Úi giời. Trước đi nữa không cho cái này kiểu gì. Có nhạc kia có dính bản quyền không? Bây giờ cho lên đặt nó vào đây để đẩy nó vào. Kìa, mắc. Vào trong. Nào, nhân. Để hẳn vào trong kia. Cho gọn. Đợt này là những cái giường này. Giường này, đây, Đức quay đây tí cho các bác thấy này. Giường với lại những cái bộ ghế, bộ bàn này đều có chân cao su các bác nhé. Lần trước thì bàn ghế thì cũng có chân cao su nhưng mà mỗi cái giường nó là hộp 4x8. Đấy, tìm cái chân cao su những cái phụ kiện ở trên này mọi người cũng biết nó là vùng cao rồi. Đôi khi là chỉ những cái đồ bán sẵn ở dưới kia thì người ta sẵn những cái phụ kiện. Thế còn ở trên này thì rất là ít. Đấy, may đợt này này anh em mình đặt được ở dưới kia những cái chân cao su này. Đấy, bây giờ là kê kiếc là yên tâm êm ái luôn. Đấy, cũng có rất là nhiều bác tham gia rồi thì góp ý cho anh em mình. Thực ra là không phải là mình không làm, không biết đâu, nhưng vì là cái điều kiện ở trên này nó không có, tìm kiếm những phụ kiện nó rất là nhiều ở dưới kia nhưng mà đối với trên này thì nó ít lắm các bạn. Nói vậy thôi nặng phết đấy, có khả năng cái đệm sẽ đưa vào chuyến sau. Ba cái giường chật bố xe rồi. Nhiều không? Ba cái giường. Tí nữa xuống kia sẽ bốc cho anh một cái tấm đá nữa. Đấy. Còn bộ bàn ghế ăn thì là mặt sẽ là mặt đá các bác ạ. Tất cả những cái thứ đồ này thì đều được bà Hiền tài trợ và kể cả mẫu giường đợt này cũng vậy. Lần trước là anh em mình chỉ đóng cái đuôi giường nó bằng thôi nhưng đợt này bà gửi hẳn mẫu cho. Giường này thì có ngồi dùng hết đời người. Bốn đời. Mấy đời? Bốn đời cả. Không, anh chỉ cần một đời thôi. Chân kìa. Lái đi. Ủn thôi.
Đồ là vẫn còn phải một chuyến nữa các bác nhé. Riêng hôm nay là đã đầy hết cả xe rồi, chật hết cả xe rồi vì là những cái đồ này nó cồng kềnh. Đấy, hai bộ bàn ghế. Lúc đầu thì chỉ sợ nó không đủ thì định chở một bộ, nhưng mà xếp được là anh em mình chở hai bộ. À, mục tiêu hôm nay là cố gắng vào lắp xong cửa trong từ giờ đến tầm 12 giờ trưa. 12 1 giờ là phải xong rồi. Vì bây giờ đã là 10 giờ rồi các bạn. Thì sáng nay đợi lái xe đi kiếm mất đi kiếm gạo rồi. Sáng lái xe kiếm mẹ được tạ gạo rồi gì nữa. Ừ. Cho cái làn đồ cái lên. Nhét vào đây. Hai túi kia nữa chứ nhỉ. Ai giời. Ai giời quá. Đấy. Thế mà cũng đẩy một xe. Đấy, đây là những cái bộ khung tủ anh em đang vì đợt này thật sự các bác là xưởng của em công thì không có người làm. Đấy, anh em này người ta đi làm công ty gần như là hết rồi, tìm người làm bây giờ rất là khó. Mà đợt tới này đấy, sẽ có đi vào bản. Đấy, có một thầy giáo giới thiệu, có một em học sinh học lớp 9. Đấy, hoàn cảnh cũng tương đối khó khăn. Anh em mình chưa đi tìm hiểu đâu, nhưng mà thầy muốn là anh em mình giúp đỡ là đào tạo nghề cho bạn ấy. Để hôm tới này anh em mình sẽ đi gọi là xem nó như thế nào. Ôi Trinh ơi, đây. Đây. Không bao. Nhà báo còn một cái chạn nữa cơ. Nhà báo là còn một chạn với lại một cái kiềng bếp. Đấy. Tất cả đều được sự hỗ trợ của bà Hiền. Và có khả năng trong đợt tới này thì còn là cái một. Okay. Hết rồi. Anh đây không ơi, vừa mới xếp xong lên xe, đang chuẩn bị vào đây. Ok. Ừ. Khâm đã giục rồi. Trinh đi cùng xe nhá. Xong là về anh em về một xe. Xe máy nó mát. Ngồi nên không biết chỗ nào mà xuống. Thank you.
kiểu bọn nó không buộc này, xô này. Chắc không sao. Báo đỡ phát. Bàn ghế cứ rút ghế ra đã. Ây giời. Ừ. Cả giường còn tủ nữa. Tủ anh chưa xong. Vẫn phải chuyến nữa. Đấy. Nhất à báo. Bàn ghế mới lại giường. Bàn ghế, giường, cửa. Bàn ghế thì hai bộ. Đấy, một bộ bàn ghế là cho nhà cháu đấy, các cháu của báo. Tất cả là của bà Hiền. Trong nhà luôn đá nặng đấy. Tuấn, hộ anh phát. Để ngoài. Dựa tường đấy. Cái này để tí nữa cho báo bê xuống kia. Này giường còn có đế nữa nè. Báo đỡ nhấc cái tấm bàn cái này này. Báo ơi, nhấc này. Cầm vào đầu. Móc tay vào. Đấy, lịch sự chưa? Vẫn cắt vừa. Ba cái giường luôn. Ba cái giường. Cơ bản chú thiết kế nhiều phòng ngủ quá. Tốn giường. Luôn phải. Đấy, đi thế luôn như thế. Ngả cùng chiều. Tuấn ạ, à, mắc cửa kìa. Thấp xuống. Cùng chiều luôn. Rồi để xuống đất đấy cũng được. Nhưng cao lên tí bao. Rồi. Giường này báo có nằm hết đời. Có
Không thì vướng quá cứ để ngoài một cái đó. Cứ để ngoài cái này đã. À, em mình cho. Bây giờ là cứ cho vào rồi là lắp lắp giường. Vâng. Đấy, đợt này có cho giường vào rồi lắp cửa. Bây giờ lấy đầu giường vào trước xem là đầu quay đâu. Đầu giường quay như nào báo. Báo muốn quay như nào thì chỉ lấy đầu vào kia, đầu vào đây. Ok. ở lại uống chè chè đó. Đâu là ngủ kiểu gì đâu, anh quay đi đâu. Tôi ngủ lấy đầu kia, anh lấy đầu về đây. Đây thì đầu cho bên. Lấy đầu vào cửa sổ nhé. Vâng. Được không? Chưa vào đấy à? Hôm nay thấy nói chung là bản tùy thích kiểu tùy gì thích kể đấy. Đấy. Đấy cho vào thôi. Thế thì cho bộ đầu giường vào. Báo trước. Đi vòng ra này đi. Không, bê ra, bê ra. Báo bê đầu giường, muốn đi vào hướng nào thì đấy. Cho báo. Ôi, đừng dê thế. Ấy. Ôi, như thế thì có được không? Như thế xoay được không đấy? Như thế xoay không? Cho vào xoay được không? Được, tốt, ôi đủ. Không rồi, không rồi. Dạ. Đây, đợi anh cho cái này vào. Cho này vào bên này. Ừ, cho vào đây luôn. Từ. Ok. Chắc là thiết kế kiểu này. Giường dài thế. 1m6 à? 1m6. 1m6 2m. Này đúng không? Người mông là nằm kiểu ơi. Ở đâu nhỉ? Có cái chân cao su này dê đỡ ghê hẳn. Ấy. Như này là kê tủ hơi chật đấy nhỉ. Tủ kê đây à? Nguyên cái giường đã chiếm khá là nhiều diện tích rồi. Mẫu giường đợt này là bà Hiền chụp ảnh. Đấy, cái phần đầu giường là cho cao hơn này. Cái đuôi giường là bình thường là anh em mình làm bằng đến đây. Đấy, đợt này thêm cái vai đây nữa và tất cả các góc đều bo đi cho nó đỡ sắc cạnh này, đỡ góc cạnh này. Và những cái chân giường này đều có chân cao su rồi. Đấy. Nếu quay đầu giường vào kia thì để tủ đây nó sẽ hợp lý hơn. Đấy. Thế chắc tí phải báo. Đấy đúng rồi, phải xoay. Phải xoay thì sau này để tủ mới hợp lý được. Phải nhấc lên. Nghiêng lên, nghiêng đầu khâm lên. Nghiêng cho anh táo. Này này, em là nhảy lên kia vào. Thôi, nghiêng nghiêng bên này đấy. Rồi em kéo về đi. Đấy, thử nha. Rồi, bây giờ không đi đâu. Thử đẩy cái này vào trong em nữa. Thế này chỗ này rộng hơn đúng không? Mở được cánh. Anh báo đúng không? Thế này đẹp hơn. Đây thì có đấy. Tự nhiên không gian bên này sẽ rộng hơn. Em để tủ đây chứ, xong để vợ để bàn trang điểm ở đây, đi ăn cưới chứ, đi chợ chứ được không? Thế để nào hợp lý thì các phòng sau mình cứ để như thế. Còn một cái nữa, anh Báo ơi, cho cái bên kia vào nốt. Cái này đầu thiết kế như nào tiếp này? Cho đây luôn. Xây theo cái đầu cũ à? Nhấc lên, nhấc lên. Nhấc lên. Trình đỡ khâm đi. Tôi báo nhắc, đã. Nhắc lên đi.
Rồi. Vào đây tí nữa chứ. Anh Công lần sau lấy sắt siêu nhẹ làm tủ mới lại giường nhé. Sắt nhẹ nhưng mà phải chắc bền. Ngon bổ rẻ. Phải rẻ nữa. Lại phải rẻ nữa. Nào. Em đi ra đi em ơi. Không ngập. Bây giờ anh đây anh hạ xuống đi. Anh đẩy vào kẹp ấy. Anh đẩy vào thì em nhảy lên đây luôn. Không không. Đấy, nhấc rồi. Nhấc. Đấy. Cái này lắp đế rồi, về cơ bản thì cũng không sợ xước gạch đâu. Đợt này xịn xò hơn tí là có chân cao su. Có đắt hơn không? Có khả năng đấy. Mấy cái đấy là vừa nhập khẩu về nó khác. Ai à. Tiêu chí của Nắng Mai là cứ ngon bổ rẻ. Ngon bổ rẻ. Đấy. Lần sau nhẹ nữa nhá. Dùng kim loại nhẹ mà nhẹ. Mà miễn phí được thì càng tốt. Ok, hiện tại là 3 chiếc giường anh em đã lắp vào trong phòng. Cái này không phải lắp nữa, anh không làm sẵn ra rồi. Cái này có mà ngủ cả đời. Không bị mọt ăn. Ván thì chắc bị ăn nhỉ. Ván này ván này phun thuốc rồi đúng không? Trừ mọt rồi đúng không? Không để để kê bắn ấy mà. Bộ bàn này thì khả năng bà hiện cho là tính chất là uống nước hay là để ăn hay là như nào anh Công? Cái này thì tùy gia đình sử dụng thôi. Tùy gia đình sử dụng. Nói chung là bà Hiền này luôn luôn hướng đến những cái đồ nó bền bỉ đấy, đối với bà con. Vâng. Chứ còn nếu ăn chắc hoặc bền. Thôi cái này tạm thời là tới nay lắp cửa cán lắp điện xong mình thấy chỗ nào hợp lý mình kê vào. Đấy. Nếu bàn ghế ăn thì kê chỗ này là hợp lý rồi. Ngay cạnh cái khu cửa sổ này. Mát đúng không? Mát đúng không? Đấy, về cơ bản là mình không phải sắm cái gì rồi nhé. Nhìn vào ống kính cảm ơn bà Hiền. Anh Tài ơn. Cảm ơn bà Hiền rất là nhiều đã giúp cả ghế cả làm ba cái giường ngủ nữa thì cả cửa cái gì vẫn cảm ơn bà rất là nhiều. Cảm ơn các bác, các cô, tất cả mọi người. Chúc các ông, các bà, các bác, tất cả mọi người luôn mạnh khỏe. Hôm nay hai cái ống kính hơi run. Cảm ơn. Ừ. Một lần nữa thì không cũng cảm ơn bà Hiền rất là nhiều. Đã tài trợ rất là nhiều những cái món quà mà cho gia đình áp báo đủ đầy ắp như thế này. Quá là tuyệt vời rồi. Đấy, có lẽ là mấy hôm nữa thôi khi mà mình xong mình set up lại tất cả mọi thứ trong nhà thì nó sẽ đâu ra đấy. Cảm ơn bà rất là nhiều ạ. Hiện tại thì bà cũng tặng một bộ bàn ghế như này cho nhà các cháu. Chốc nữa anh báo sẽ di chuyển xuống dưới nhé. Anh em mình sẽ cho xuống dưới luôn. Không để ngoài phơi nắng đâu nhé. Cái này tạm thời kê gọn lại, chốc nữa các anh lắp cửa có không gian đi lại. Lùi vào trong, nhấc vào, nhấc lùi vào trong. Tí nữa đi lại đây. Cửa phòng vẫn không thay đổi là mình làm nhôm kính thôi. Vừa rồi là anh bỏ qua làm cánh cửa này cho em rồi đúng không? Anh làm hết rồi. Có mỗi cái cửa từ nhà xuống bếp là bỏ qua đúng không? Vâng, vâng, cửa này bỏ qua. Ở đây anh không làm. Cửa này thì suy đi tính lại thì A Báo cũng thấy là bảo Công đề xuất là bỏ qua cái cửa đấy.
Dạo này bên kia thì cũng không đun bếp củi đâu. Thực tế là ở trong nhà tất cả nó có cửa cho nên cũng không cần thiết. Vâng. Trên vần và sắp sắp xong cửa giả chứ anh? Đợi đội AH lát nền xong là mới đo được. Đang lát nền nữa. Hôm nọ thì em có lên thăm một tí. Thấy thế nào? Chú thấy nhà đấy thế nào? Như thế liệu ổn không? Nhà thì gần như thì nó cũng la ná những gì anh em mình làm trước đó đó. Các anh bỏ qua cái mỗi cái bức tường kia nhỉ? Đấy. Cái bức tường à, ngăn giữa luôn. Phòng khách thông ra nhà bếp ấy thì gần như như na ná như áp áo này. Nhưng mà anh em mình thì ở đây áp áo thì về điều kiện đất đai thì hơn, thì thành ra là nhà đợt này là cơi nới. Nhà thì rộng hơn nhà trên kia. Rộng. Trên kia thì các anh nói chung là các bé thì có hai bé với ông bà thôi, thì phòng khách cũng không cần quá rộng. Nhẽ ra ngay từ đầu bộ anh thiết kế là làm nó sẽ rộng hơn ấy, và nó sẽ gọn đất hơn. Vâng. Thế nhưng mà phong tục của người Mông ở bên đấy là người ta là muốn để cái bàn thờ ở phía nào nhỉ? Nếu mà nhìn từ mặt tiền là phía tay trái. Ừ. Lúc đầu bọn anh thiết kế là bên đấy nó là phòng ngủ. Thế về sau là vẽ vời rồi thì căng móng hết rồi. Vào cho cả xem cả hình ảnh 3D 3D gật cù lia lịa rồi. Rồi đến phút hiểu. Cuối để thay đổi. Khả năng lúc xem bản vẽ là không hiểu đâu. Không hình dung ra. Không hình dung ra. Lúc làm lên rồi thì kẻ vẽ móng thì ông ấy bảo là muốn là chỗ này để đặt bàn thờ, chỗ kia để phòng ngủ. Thế cuối cùng lại phải xoay làm kiểu kiểu như đúng như kiểu nhà lúa em ấy. Có cũng có khán giả gọi cho em bảo cháu làm cái nhà như thế là không được rồi. Không giận mình bảo là chỗ nào không được à bác, sao lại thay đổi như thế, làm như thế là không được. Cuối cùng hỏi ra là nhà vần vả. Anh em mình đồng hành với nhau xong các bác có khi là lưu số điện thoại kiểu chung chung ấy, cứ gọi ý là cứ gọi cho Khâm hoặc là cứ gọi cho anh Công là có thể là thảo luận lại hết mọi cái ngôi nhà ấy. Thì mọi người cũng gọi có nhiều cho... bác khán giả nhầm lẫn mà có mấy lần nhà báo này làm cũng có bác khán giả gọi điện tham gia mà hỏi mình đợt đấy mình có đã làm được cái dự án ở đâu, bác góp ý này góp ý kia, cuối cùng hóa ra là nhà báo. thế mà vẫn nghe đến cuối à? Nhà báo không, giả sử nếu mà anh em đang cùng làm ấy thì có thể sẽ nhầm lẫn, nếu như các bác gọi đến các bác không bảo là góp ý cho nhà vần hay là nhà báo thì mình dễ bị nhầm.
chẳng qua là lâu bây giờ hay dùng súng hơi chuyển sang kiềm tán thì bóp thì nó khó chịu chứ. Hiện tại cũng đã là 12 giờ rồi các bạn, 12 giờ 2 phút rồi. Đấy, buổi sáng nay là do xe pháo là bốc đồ cho anh em mình hơi muộn. Đấy, có đợt này thì cái cửa này anh em thợ xây là chát không được chuẩn lắm. Tuy nhiên thì cũng không vấn đề gì cả. Đấy, sau này là anh em sẽ xử lý bằng keo. Đấy, không tránh được các bạn. Giường rồi cửa giả thì đã mang vào hết rồi. Tuy nhiên thì những cái tất cả những cái giường này thì bà Hiền đều là hỗ trợ cả đệm nữa nhá, cả đệm với lại ga. Rồi thì ở trong các cái phòng này thì đều có những cái tủ quần áo. Đấy, như những cái hoàn cảnh thôi là sẽ có một cái tủ áo ở những cái vị trí này. Ba buồng, mỗi buồng một cái tủ áo. Đấy, đệm, giường, bàn ghế. Và anh em mình vẫn còn một cái chạn nữa của anh Páo này, một cái chạn nữa này. Đấy, đợt này thì mặt bàn này thì bằng đá, đá xẻ thì em Công đã chọn cái màu đá nó sáng hơn. Đấy, như trước thì làm cho lúa em thì chọn màu đá màu đen, nhưng mà bà Hiền có dặn là bây giờ là chọn cái màu đá nào cho nó sáng, nó sạch sẽ một chút. Cái bàn này thì sau này có thể là dùng làm bàn ăn cũng được, bàn uống nước cũng được các bạn. Đấy, thứ nhất là mặt đá này thì nó sạch sẽ này, khung bằng sắt rồi, tất cả các ghế thì anh em mình đều gia công bằng sắt hết, và những cái mặt ghế, mặt tựa thì là bằng ván ép. Đấy, còn dưới này sau này sẽ có một cái chạn nữa, và bà còn cho thêm một cái kiềng nữa. Đấy, những cái đồ đấy thì chuyến tới khi mà chở tủ, chở các thứ vào một chuyến nữa thì anh em mình sẽ xử lý trong một chuyến nữa. Ngoài ra thì còn như đã ở lần trước đã nói rồi thì bà cũng muốn hỗ trợ cho Páo là cái phần mái tôn hoặc là cái rào rộng. Đấy, cái này thì tí nữa anh em mình sẽ đo đạc tính toán và sẽ báo cho bà sau. Đấy, còn video này thì sẽ chỉ quay được đến đây thôi các bạn, vì bây giờ nó cũng đã muộn rồi. Đấy, để mà quay hết quá trình làm như thế này thì video nó dài cả mấy tiếng đồng hồ cơ. Đấy, thì mỗi lần anh em mình sẽ cập nhật một chút ít những cái tiến độ công việc của nhà A Páo cho mọi người được biết, cho quý khán giả được biết. Và hôm nay thì cũng xin rất là cảm ơn bà Hiền đã tin tưởng, kênh Hoa Đá Cao Nguyên đã tin tưởng tay nghề của cháu Công mà giao được những cái công việc giường tủ các thứ cho A Páo. Cảm ơn bà rất là nhiều và chúc bà nhiều sức khỏe. Còn bây giờ thì xin dừng video tại đây. Xin kính chào tất cả cô bác anh chị và mọi người. Hẹn gặp lại những video lần sau ạ. Xin chào. Thank you.